khi chúng ta lựa chọn kích thước không đúng thì bắt buộc phải loại bỏ, không được sử dụng. Hao mòn bất kể đường kính nào trên bàn ý nhé, bất kể đường kính nào trên bàn ý hao mòn quá 5% thì chúng ta phải. Cái này có đo được không? Đo được, đo được. Nhưng khi ví dụ như cái bàn ý này sử dụng có 10 lần mà bị hao mòn 5%, chúng ta phải loại bỏ, không sử dụng được cho 10 tấn nữa thì chúng ta có sử dụng được loại khác. Chuyển xuống 7 tấn, 6 tấn, đúng không? Người Việt mình có bao giờ bỏ cái gì đâu. Chúng ta còn đi nhập cái ma túy của Nhật hàng bãi về không ạ? Sẵn rõ ràng là họ thải loại rồi, về vẫn dùng, vẫn dùng tốt. Đấy, nhưng bắt buộc chúng ta phải có hành động chuyển tải để xem là tải trọng tối đa cho phép nó bao nhiêu. Ví dụ, cái ma túy này là đường kính là 2 cm, chịu được tải trọng là 15 tấn. Nhưng qua quá trình sử dụng của chúng ta mua hàng bãi về, mục đích của công ở trong công trường của chúng ta, ở trong nhà máy của chúng ta chỉ sử dụng đến 10 tấn thì chúng ta chỉ thử tải lên đến cái của mình như thế là đã đạt, và chúng ta mặc định với nó là không sử dụng tải trọng lớn hơn. Thế là xong. Là bất kỳ là cái cắt đứt nào hoặc là chốt đúng chúng ta đều phải bỏ. Thì cái tài liệu này tôi gửi cho anh để anh tham khảo. Thì thử tải thế nào, thử tải thế nào? Thứ nhất, đối với ma ní mà chịu tải trọng dưới 25 tấn thì chúng ta chỉ cần thử tải cái tải mà để thử là gấp 2 lần là được. Ví dụ như cái ma ní của chúng ta 10 tấn thì chúng ta thử tải 20 tấn. Thử tải ma ní cái này là bắt buộc anh ấy, bắt buộc đấy. Đấy, cho nên là khi ra công trường ấy, các anh vận hành ba lan, các anh bảo cái ma ní này được thực tải chưa? Nhiều người còn ngớ người mà chửi cái gì? Thực sự là như thế. Thì đối với cái ma ní mà có tải trọng dưới 25 tấn thì chúng ta chỉ cần là nhân 2 lần lên. Chúng ta chỉ cần là tải trọng 20 tấn thì chúng ta thực tải 40 tấn, 25 tấn thì chúng ta thực tải ở 50 tấn. Đấy. Rất gần sự an toàn. Còn đối với cái ma ní mà có tải trọng 25 tấn trở lên thì chúng ta chỉ cần nhân tải trọng 1,22 lần lên và cấp mã định thêm 2 lần. Này, ví dụ em tôi làm cái bài bản ở đây anh ấy, cái ma ní này là được và tải trọng là 30 tấn đấy. Thì chúng ta kiểm định chúng ta sẽ tải được bao nhiêu? 30 này nhân với 1,22 này, cái này có thêm 20 tấn. Đấy, được chưa? Thế thôi. Chúng ta là 1,22 này, cái này 6, nó rơi vào khoảng 36 tấn. Thế là tổng chúng ta nó rơi vào khoảng 36 tấn, thì cái đến 58 tấn. Đấy, chỉ cần thử tải như thế thôi. 1,22 cộng với 20 tấn cố định. Vậy để thử tải cái này thì chúng ta phải dùng cái cáp gì? Có đúng không? Cáp nó phải đạt được cái con số này. Đấy, cho nên là để thử được cái ma ní này cũng không phải đơn giản đâu. Thiết bị thì cùng với đó tải phải đủ. Tải nhà máy mình đây dùng rất nhiều loại luôn, và bê tông hạng nặng thì có hết, nhưng vấn đề là cái cáp. Có khi cái trình tải xong cái cáp phải hỏng mất, cáp phải biến dạng. Thì đấy là về sản phẩm đi. Các loại thiết bị kẹp tải mình có dùng không? Ví dụ chúng ta sử dụng cổng với tấm tôn mỏng cần dựng đứng để chạy bỏ. Đây thì cái khi chúng ta hay dùng cái thiết bị kẹp rất nhanh, xe một tí là nó bằng kẹp rất là chặt. Đấy, và tải trọng cho phép nó tùy 5 tạ 1 tấn, 15 tấn bỏ. Nhưng mà cái loại này là thường thường người ta thiết kế dưới 10 tấn điểm, trên thì cái lực ma sát nó lớn,
Còn một người thầy cái này rất là nặng. Thế còn một cái phần nhỏ nữa thôi, tôi sẽ triển khai cho các anh cái phần này để ngày mai chúng ta ra chúng ta thử vận hành để cho nó đúng. Thứ nhất là treo dây và bóp tải. Chúng ta lâu nay là chúng ta ra là chúng ta nhìn chừng nó kích thước như thế này đúng không? Và chúng ta luồn dây và chúng ta cứ thế này chúng ta móc. Nhưng móc thế nào để nó đúng và hiệu quả và nó không xảy ra tai nạn lao động thì nó lại vấn đề khác. Vấn đề khác. Đấy, người ta gọi là treo dây bóc tải. Đây, ví dụ chúng ta sử dụng dây mềm. Chúng ta sử dụng dây mềm và chúng ta sử dụng dây móc để chúng ta móc trực tiếp vào vật thì cái hướng trọng tâm này, trọng tâm vật này, cái mũi này nó phải đúng với trọng tâm vật. Lưu ý nhé, để an toàn. Còn nếu như mà hướng như thế này thì đến khi cái thanh của nó dựng đứng lên thì nó phải rất dễ tuột. Chúng ta ra trường chúng ta có hay lưu ý về cái vấn đề này không? Có chứ, đúng không? Đấy. Cái mũi móc này luôn luôn hướng về phía trọng tâm vật. Thứ hai là một cái nguồn hàng thì chúng ta sử dụng nguồn dây. Cái này sử dụng ngày mai chúng ta thử lấy ở trong sáng nay chúng tôi cho thi cái bài đấy là nâng cái thanh thép tròn đường kính là 60 dài 3 mét. Thì chúng ta không buộc được này, chúng ta buộc hai sợi chiếu lắm chiếu lắm đây buộc cái buộc cái cách buộc này an toàn hơn rất là nhiều. Ba vòng buộc như này thì rất dễ chụp chụp hàng rơi. Đây đối với dùng hai sợi và có móc thì khi một cái góc này thì cái móc luôn luôn hướng ra ngoài, móc lại luôn luôn hướng ra ngoài. Bên này là sai nhé, móc bên này là sai, móc bên này là trái, móc luôn luôn hướng ra ngoài. Đối với những cái hình thù khác thì chúng ta có thể sử dụng cái cuộc như thế này. Nhưng trên một nguyên tắc này nó phải có nguyên tắc chứ đúng không? Nó phải có nguyên tắc chung để làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng nhất. Đây, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta cũng như thế này. Nhưng mà vấn đề trong ngành cơ khí của chúng ta, ví dụ như là cái bánh đà, cái bánh đà rất là to nặng, bên nhất mà chúng ta có thể nâng nó lên để luồn dây này như thế này không? Chúng ta lại dùng cái xe nâng khác để nâng nó lên để chúng ta luồn như thế này, nó sẽ vất vả, khó, đúng không? Đây là sử dụng phương pháp khác. Một người có thể làm được không? Có luồn dây được cái này không? Nếu mà nó lên đến mấy tạ, vài tấn, làm sao mà làm được? Thì đối với những cái cấu kiện đấy thì họ chế tạo. Từ lúc chế tạo họ đã nghĩ ra cái cách khác để có thể nâng dễ dàng hơn. Ví dụ như cái khối bê tông tròn mắc cấu chẳng hạn thì bao giờ trên này họ làm tài trước đúng không? Tài móng trước. Đây. Đối với trọng tâm bị lệch, đối với khối bị lệch này hai người thì bao giờ ở trên bao giờ một tải thì có một bên là dây chính, một bên là dây dẫn. Cái dây chính là bên gần trọng tâm nhất, bên chính là trọng lớn. Thì khuyến khích các anh cái dây chính này sử dụng dây mà có thể chịu được toàn bộ này. Đấy, ví dụ như cái cục này là 8 tấn thì chúng ta sử dụng cái dây khác mà có thể 8 tấn đối với cái dây chính này. Bởi vì khi buộc
trọng tâm của chúng ta, chúng ta không thể xác định được đâu là chính xác, mà chúng ta chỉ mang tính chất tương đương. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải cố gắng rằng những lời yêu cầu là cái tải trọng cái dây này phải đúng bằng toàn bộ. Trọng tâm của hàng hóa thì các bác biết rồi, vật nào có trọng tâm, nhưng vấn đề xác định nó thì không là không đơn giản, không đơn giản. Nếu mà những cái hình mà có đối xứng thì thường thường là trọng tâm nó nằm giữa có đối xứng, có đối xứng. Nhưng nếu như nó không có đối xứng thì sao? Cái đấy là kinh nghiệm rất là khó. Các bác xong khách vợ, các bác ôm chân vợ xong các bác đến tầng 2 thử hỏi trọng tâm của vợ nằm ở đâu. Cái đoạn đoạn nằm đấy gần mông đúng không? Cái đoạn thấp nhất đấy, đoạn gần mông, trọng tâm nằm ở đấy. Kinh nghiệm là như thế. Chưa bao giờ thì đấy. Cái lúc yêu thì còn có thể quên, lúc cưới rồi các bạn hãy tự lên thôi. Xác định được cái đối xứng của chúng ta rất đơn giản trong quá trình chọn. Nếu mà có một cái bài này, một cái bài này, đấy là cái thay đổi tóc treo dây. Tóc treo dây, đây vì tôi lấy ví dụ cho các em nhé. Cái dây của chúng ta này thẳng tâm trái đất này, nâng lên một khối này là một tấn này, một tấn nhé. Cái dây này là chỉ một tấn thì cái sức căng của cái dây này này nó sẽ là một tấn, một tấn. Sức căng này. Nhưng đối với một tấn khác hình vuông như thế này và chúng ta treo hai sợi dây như thế này và cái góc này là góc 30 độ thì cái dây này nó chỉ bao nhiêu thì các bác cứ chiếu theo cái bảng là đây 30 độ này, cái góc 30 độ là cái góc 60 này, góc 45, góc 80 này thì nó chỉ đến là 30%, 60 đây là công thức rồi. Nó rơi vào khoảng 577 phân mỗi giây. Không hơn cũng được. Còn khi các anh có một cái cách treo khác cũng một cái cục vuông đấy, các anh treo như thế này và các anh sử dụng cái hình tròn, hình ngang và các anh treo dây như thế này, hai dây này giao sát hàng thì ở đây là cái gì, mỗi dây chịu bao nhiêu, chỗ này là 1/2, chỗ này là 1/2, có nghĩa là dây này 500 cân, bên này 500 cân. Cái góc này, cái góc này càng tăng thì sức chịu của cái dây càng tăng, càng tăng. Đến cái mà căng nhất đấy là các anh bỏ cái giống hình chữ U ấy và các anh buộc cái dây ngang như thế này và các anh cho cái dây tải vào đây thì cái dây này nó chịu đến 11 lần so với cái tải trọng ban đầu, 11 lần thì các anh phải lựa chọn cái khác nào, nó phải đúng 11 lần, nó không phải là 1 tấn nữa mà nó thành 11 tấn, cái dây đấy nó căng cái khủng đó. Chúng ta vươn tay lên như thế này và ngày trước chúng ta có hành động là chạy con này đánh đúng đó, đánh đúng ở sát nách này thì chúng ta nâng được nó, nhưng là đoạn xa ra ngoài này chúng ta không thể nâng được nữa, chính là thế này, càng ngang càng xa
dây chịu tải càng lớn. Đấy, chỉ cần cái sơ đồ này thôi thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình là chúng ta nên để góc nào, chúng ta nên một dây hai dây hay hai dây thẳng, hay là góc 45 độ hay góc 60 độ thì cũng không thích biết, chúng ta cũng không thích. Ví dụ thì góc 60 độ này, thì cũng một tấn tải nhé, góc 60 độ thì là dây sẽ chỉ 577 kg, nhưng mà góc 30 độ chỉ có 517 kg, nó nhỉnh hơn một chút thôi. Nhưng xuống lên góc 150 độ nó lên gần 2 tấn một giây, rất là nặng. Đấy, cho nên là lựa chọn cái dây treo này nó phải phù hợp với tải trọng tính toán. Các anh chỉ cần biết công thức này thôi là các anh đã biết được rồi. Nếu như chúng ta chỉ sử dụng một sợi dây, chúng ta giám khảo xuống dưới đây mà biết rằng ở dưới đây là một tấn, thì cái dây đấy nó chỉ mang một tấn thôi. Nhưng chúng ta sử dụng hai dây thì chúng ta phải đi theo sơ đồ thì chúng ta sẽ nguyên nhân xảy ra tai nạn ở công trường do cái này rất là nhiều, chính ở cái sợi chịu tải, chính là hai cái dây vẫn nghe không chịu được tải trọng. Mặc dù cái dây đấy ra công trường hai cái vẫn tọc mạnh mẽ cả, cuốn cái dây cáp này tận 92 tấn cơ mà, bọn em vẫn nhất như thế bình thường. Nhưng đến khi thay đổi góc thì nó khác hoàn toàn. Nguyên nhân xảy ra đứt và xảy ra tai nạn ở công trường là ở cái góc, chính cái góc treo này quyết định là chúng ta có kinh nghiệm hay không. Cái anh nào có Zalo này, liệu